số mấy rồi đi? 1,6 trừ là 1,6 rồi. Bị hỏng em. Rồi. Cổ cũng đau mãi đái luôn á. Cổ cũng đau nhưng mà cũng nhiều nên phải lấy, trước sau gì cũng phải lấy. Mắng đen gì sợ. Cố gắng nào. Em kêu đã mà. Bụng dưới này nó lì ghê luôn á. Chù. Người mà sụt 10 kg. Làm đưa mừng anh cho lao đi. Nhớ không? Nhập vô rồi cái chi bên đây cũng qua bên đó ra. Hàng chị em đau. Nãy em đi biết không? Em đi cái viền cái đầu à. Chứ dưới đây bóp không nổi rồi không? Dưới này bóp không nổi thiệt. Nhưng khâu bóp lắm, chặt à. Nhưng mà hắn chịu không nổi nè. Xin về rồi đó mà chưa cho. Anh có bị mình lưng không? Không.
Trời có khó không nói không? Tao có, em bị mà. Sợ đè nó nặng quá. Đạo thì cũng á. Thôi ráng đi. Gì đó? Đè mặn cũng không, nó không chừng đâu chứ. Gần xỉu, nó là tiếng nghe. Trời. Liền như bà trao. Muộn này chắc lâu lắm rồi đúng không? Dạ. Đó nghe. Thiết tình luôn. Là hắn rất là lì. Chị hết sức luôn á. Nhưng mà vẫn còn. Đó nghe. Thả lắm, thả lắm. Cái máy đi vô là máy cuối cùng thôi. Mà cuối cùng từ là từ cái kia mà đó. Mà gót mà. Trời sâu sáng sau mà tao nói là nó sâu. Đừng hắn bị chỉ đó. Không biết nữa, em chưa chắc thì không. Đúng xa luôn á, ở bên hắn là ở bên Sơn Trà luôn mà. Đúng rồi đó, chị bên Sơn Trà. Thôi đó nè, thôi đừng chiếc ra đi. Khát nước không? Muốn về thôi. Muốn về thôi. Muốn về với mẹ. Về vợ đây. Có vợ chưa? Có rồi vậy. Con chưa? Có luôn rồi. Có luôn rồi. Hồi nãy chưa nhìn mặt mấy ha. Nó mới nhìn mụn em ấy. Chưa nhìn mặt thế. Đau này chi bằng đau đẻ mà. Thở ừ. Ráng đi. Thiệt mà hứa chi trời. Đây. Nhìn đã mà không. Không đã xí mua. Đứa này không nhận có nặng kinh. Lần đầu đây nặng mụn hả? Năm trước có nặng lần rồi chị. Năm trước tới năm nay. Dịch của đại đi đau à. Dịch của đi học. Dịch đi học à. Học chị đó. Học lên á, học bên cô á. Năm mấy em? Em 92 vậy. 92 học gì nữa ta? Học 3 bằng 2 chuyên cảnh sát. Ở đâu á? Đau quá.
đừng làm bên vô thông chứ. Vô thông là đi dơ mẹ quét qua đường rồi dễ bị buồn. Ai tháng đứng chốc mà. Hàng cái muỗng lên luôn. Chốc rồi đó. Sưng đã. Nói thì khóc luôn kìa. Vì sao nhớ mặt em lỡ mà đứng chỗ này. Ai có thấy ai đâu. Với lại mình cũng chưa thấy mẹ nó làm chứ cũng chưa thấy. Chị đi mà thấy công an giao thông là chị án nhanh lắm. Vì chị đâu có bằng đâu. Thiệt mà. Chị chưa có cái bằng lái xe mô luôn. Số xe chị xe mất số máy. Chị đâu bao giờ đi xe đâu. Toàn người chở không à. Hỏi gì? Hỏi bác tôi đã hả ông nội. Tôi nặng cho đau chứ chứ. Chị đâu đứng tay xe mô đâu. Nè nói người ra người không có bằng lái xe kỳ ghê ai cũng. Tiền được rồi em cần đi bằng đúng không? Bà đau quá. Không thì giờ trời